Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng mong muốn mình có một cuộc sống dư giả đủ đầy. Hôm nay Hằng tiếp tục chia sẻ quy tắc thịnh vượng số 3 trong cuốn sách Bí mật tư duy triệu phú của tác giả ông T.H. Eker. Tiền bạc, của cải, sức khỏe, bệnh tật, đến cân nặng cũng là kết quả của chế độ dinh dưỡng và lối sống của bạn. Chúng ta sống trong một thế giới nhân quả. Vậy thì cách duy nhất để thay đổi thế giới bên ngoài là trước tiên hãy thay đổi thế giới bên trong. Bạn sẽ quên những gì bạn nghe, bạn sẽ nhớ những gì bạn thấy, bạn sẽ hiểu những gì bạn làm. Vậy thì cái cách tốt nhất để thay đổi thế giới bên ngoài đó chính là thay đổi thế giới bên trong, thay đổi từ trong suy nghĩ. Có một cái công thức của ông T.H. Eker, đó là suy nghĩ tạo ra cảm xúc tạo ra hành động tạo ra kết quả. Ví dụ anh chị muốn gia tăng về tài chính thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải thay đổi cái suy nghĩ. Mà suy nghĩ của chúng ta thì nó bắt nguồn từ đâu? Suy nghĩ của chúng ta nó đến từ những kinh nghiệm trải nghiệm. Từ khi chúng ta sinh ra cho đến thời điểm hiện tại, chúng ta hàng ngày được nghe thấy gì, nhìn thấy gì, được bố mẹ, ông bà, những người xung quanh chúng ta dạy những điều gì, thì nó tạo nên cái hệ thống niềm tin. Và khi có bất kỳ cái sự vật, sự việc nào diễn ra thì ngay trong suy nghĩ của chúng ta, nó sẽ nhìn bằng cái kinh nghiệm, bằng cái góc nhìn của mình. Vậy thì những cái thông tin đó và những cái người chúng ta thường xuyên tiếp xúc thì họ đã thực sự thành công chưa? Thực sự giàu có chưa? Nếu chưa thì đó là những cái niềm tin mà nó chưa hỗ trợ cho sự thành công. Cái suy nghĩ nó tạo ra cuối cùng đó là cái kết quả. Ví dụ như chúng ta rất nhiều người nói rằng tôi khát nước thì tôi mới uống. Vậy thì anh chị hình dung giống như chúng ta trồng một cái cây mà nó héo rồi chúng ta mới tưới. Các anh chị biết là cơ thể chúng ta khoảng 70% là nước, não chiếm khoảng 80%. Và khi chúng ta có những cái dấu hiệu khát nước là não đã thiếu khoảng 20% là nước rồi, nó mới báo hiệu những cái thông tin để mình nhận biết rằng là mình đang bị thiếu nước, nó mới biểu hiện ra là khát nước. Cho nên chúng ta cần phải bổ sung thường xuyên chứ không phải là đợi khát mới uống nước. Hay ví dụ về tài chính, ngày xưa chúng ta hay được nghe những cái câu chuyện cổ tích như là lão nhà giàu hà tiện, lũ cường hào ác bá, và chúng ta có một cái niềm tin là người giàu ấy là thường họ làm cái điều gì đó không tốt, và chúng ta có cái suy nghĩ cảm xúc không tốt về người giàu. Mà anh chị biết về tiềm thức, cái suy nghĩ, cái cảm xúc nó là của chúng ta chứ không phải của ai khác. Là chúng ta đang nói với tiềm thức của mình rằng tôi không thích sự giàu có, mà mình không thích người giàu là có nghĩa là mình không thích tiền. Thì chúng ta sẽ làm ngược lại với họ thì đương nhiên là mình sẽ có kết quả ngược lại. Hay chúng ta thường nghe câu thất bại là mẹ của thành công, có nghĩa là chúng ta phải thất bại thì chúng ta mới có thể thành công. Nhưng tư duy của người thành công là thành công nuôi dưỡng thành công, thành công nối tiếp thành công. Và cái cách mà giúp cho chúng ta thành công nhanh nhất đó là học theo người thành công để thành công luôn. Học xem người thành công họ có suy nghĩ gì, có niềm tin gì, họ có thói quen gì, họ quan tâm đến lĩnh vực gì, họ kinh doanh sản phẩm gì, học và làm theo họ. Nếu chúng ta muốn có kết quả mới thì cần phải có suy nghĩ mới, niềm tin mới, hành động mới giống như người thành công. Nếu anh chị đang thực sự mong muốn thay đổi những cái niềm tin, cài đặt lại những cái tư duy hỗ trợ cho sự thành công, thì anh chị có thể nhắn tin cho Hằng gửi tặng anh chị bộ công thức 21 ngày làm chủ sự giàu có của người thầy thuộc top 1% những người thành công và giàu có. Và chúng ta cùng rèn luyện học tập mỗi ngày để có những cái điều tuyệt vời hơn trong cuộc sống. Anh chị thấy ý nghĩa thì có thể giúp Hằng chia sẻ và follow kênh của Hằng. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi Hằng chia sẻ.